nhân dịp xuân về, Phương Dương xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa, trong và ngoài nước một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc tấn bình an, và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cái năm Đinh Dậu này.